Dương Hiền Giang Huỳnh Như chân thành cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi bản tin Làm Nông Thông Minh. Thưa bà con, mỗi địa phương đều lựa chọn một sản phẩm nông sản thế mạnh để phát triển, nhưng ở xu hướng làm nông nghiệp sạch và áp dụng công nghệ cao. Rất nhiều mô hình thành công nhờ đi đúng hướng như thế, xin chia sẻ cùng bà con trong chương trình ngày hôm nay cùng với những thông tin đáng quan tâm khác. Sơn La, nông dân làm giàu từ trồng mãng cầu theo tiêu chuẩn VietGAP. Cây hồng Đà Lạt lại nhờ công nghệ xấy gió. Triển vọng từ mô hình trồng nấm hữu cơ. Bà con trồng lúa kém hiệu quả giờ đã chuyển dần sang trồng các loại cây ăn trái qua màu. Nhưng mang danh là dựa lúa của cả nước, tại sao chúng ta không nghĩ đến việc trồng lúa theo hướng khác hơn, giật lại giá trị ngành hàng này? Sơn Hiền nói cũng phải, như là tại tỉnh Tiền Giang thì đang triển khai dự án dùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng tại 13 xã thuộc trọng điểm sản xuất lúa gạo của tỉnh. Mục tiêu của dự án còn là đào tạo được cán bộ ngành nông nghiệp có kiến thức, kinh nghiệm trong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ 4.0 vào sản xuất lúa gạo. Có 13 đơn vị kinh tế hợp tác, giao khoảng 7.000 nông dân được tiếp nhận và vận hành phương pháp quản lý sản xuất lúa thông minh qua phần mềm ứng dụng thông minh, các thiết bị cảm biến hiện đại, tiến tới hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất. Với sản lượng lúa hàng hóa 50.000 tấn một năm, giá trị sản phẩm gia tăng và lợi nhuận tăng thêm 30% so với sản xuất bình thường. Để dự án thành công, tỉnh đầu tư nhiều thiết bị như cảm biến đo mực nước lắp trên kênh nội đồng, bộ cảm biến canh tác ướt khô xen kẽ, hệ thống điều khiển bơm tự động, trạm điều phối nước vào ra giữa kênh nội đồng và ruộng. Trong phạm vi mô hình, tỉnh triển khai đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành và nâng cao chất lượng kinh tế, hợp tác, kết nối với thu hút đầu tư của doanh nghiệp, quản lý tốt dùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao và đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng gắn xây dựng nông thôn mới, có chính sách phù hợp hỗ trợ nông dân sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao. Việc chú trọng xúc tiến thương mại, gắn kết đầu vào với giải quyết đầu ra theo chuỗi giá trị, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, tiêu thụ nông sản hàng hóa cũng là vấn đề đáng phải để tâm. Hy vọng với cách trồng, quy trình đề ra hẳn hoi, cây lúa sẽ tiếp tục là nguồn sống, là thu nhập chính cho bà con đồng bằng. Thưa bà con, trồng mãng cầu không khó, nhưng trồng theo cách truyền thống thì dù năng suất có đạt cao đi chăng nữa cũng bán ra chẳng có bao nhiêu tiền. Hiểu được điều đó và muốn chuyển đổi cách sản xuất theo hướng sạch, người dân trồng mãng cầu ở huyện Mai Sơn của tỉnh Sơn La tham gia các hợp tác xã, được hướng dẫn sản xuất theo quy trình VietGAP đã giúp bán giá tăng gấp đôi, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Vâng ạ, điển hình như là gia đình của chị Nguyễn Thị Sáu, với diện tích 1 hecta trồng mãng cầu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thu hoạch 14 tấn, giúp cho gia đình của chị thu về 500 triệu đồng một năm. Không riêng gia đình bà Sáu, vụ mùa năm nay, sản phẩm mãng cầu của nông dân Mai Sơn chỉ cung cấp tới các siêu thị lớn, không đủ để bán lẻ. Với giá bán buôn từ 50.000 đồng một ký, được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Riêng năm nay, thời tiết khắc nghiệt, sản lượng không đạt cao nhưng giá cả lại cao nên bà con rất phấn khởi. Mãng cầu nơi đây đang khẳng định được vị thế của mình trong thị trường nông sản Việt Nam, là đặc sản mũi nhọn của thị trường nông sản Sơn La. Đó là kết quả của quá trình tìm tòi nghiên cứu và thực hành sản phẩm nông nghiệp của những người nông dân. Thưa bà con, mỗi địa phương sẽ có một đặc sản nông nghiệp riêng. Lấy thế mạnh đó để định hướng phát triển là điều thông minh nhất. Như nhiều năm qua, trái hồng không hạt trồng ở Bắc Cạn nổi tiếng thơm ngọt. Từ đó, tỉnh đã định hướng nông dân trồng theo cách mang lại hiệu quả rất cao. Trồng theo quy mô, theo hướng sạch, chất lượng là điều mà loại trái cây nào cũng cần được bà con áp dụng. Tiền lợi chắc chắn không chạy đi đâu xa. Gia đình ông Đồng Văn Thuần trồng cây hồng không hạt từ lâu, nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu của gia đình. Về sau thấy chúng dễ bán, ông dần mở rộng diện tích. Đến nay gia đình ông đã có hơn 400 cây, trong đó 250 cây cho thu hoạch. Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm ông Thuần thu được từ 3 đến 6 tấn hồng, mang lại thu nhập từ 60 đến hơn 100 triệu đồng. Tính ra mỗi hecta, người trồng thu được trên dưới 160 triệu đồng một năm. Như hợp tác xã Đồng Lợi được thành lập từ năm 2018 với 8 thành viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ nông sản. Trong đó, hợp tác xã chú trọng vào việc trồng, nhân giống, tiêu thụ hồng không hạt. Vụ hồng năm trước, hợp tác xã đã thu mua và tiêu thụ 100 tấn hồng. Năm nay, sản lượng hồng giảm nên sản lượng tiêu thụ của hợp tác xã ước đạt khoảng 50 tấn. Mặc dù có chất lượng rất tốt, nhưng loại trái này hiện vẫn chưa có mặt trong các siêu thị và trung tâm thương mại lớn. Việc tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc vào thương lái và không có tem, nhãn mác hàng hóa. Do vậy, làm thế nào để tạo nên thương hiệu trái hồng Bắc Cạn là vấn đề đặt ra hiện nay. Còn với giống hồng Đà Lạt, sau nhiều năm người dân đốn bỏ cây vì giá cả sụt giảm, thì bây giờ họ lại có cơ hội thu lợi cao từ cây này khi sản phẩm hồng sấy được thị trường đón nhận. Đáng mừng là nhiều hộ quyết định tập trung đầu tư vườn, cải tạo cây trồng để phát triển kinh tế. Những ngày này, nhiều nông dân ở Đà Lạt hối hả bước vào thu hoạch hồng chính. Trái cây sau khi thu được họ chế biến bằng công nghệ sấy gió Nhật Bản hoặc đóng hộp trái tươi để cung ứng ra thị trường. Theo người dân, hồng tươi đang được thương lái thu mua với giá khoảng 11.000 đồng một ký, hồng sấy khô là 250.000 đồng một ký. Với mức giá này, người làm vườn có lợi lớn. Gần đây, người dân Đà Lạt đã áp dụng công nghệ sấy gió Nhật Bản vào chế biến để tạo thành sản phẩm đặc trưng. Những trái chín sẽ được chọn lựa cẩn thận, rửa sạch, sau đó gọt vỏ và treo lên giàn sấy trong nhà kính từ 15 đến 20 ngày. Việc sấy hồng không khó, không cần các chất phụ gia, chất bảo quản, nên gia đình nào cũng có thể thực hiện. Theo tính toán của người dân, cứ 6 kg trái tươi sẽ cho ra 1 kg hồng khô thành phẩm. Sau khi trừ các chi phí, mỗi kg hồng sấy cho thu lãi ròng khoảng 150.000 đồng. Một sáng tạo, một công nghệ khiến cho trái hồng được treo an toàn, giúp bà con gia tăng kinh tế, đầu tư hơn nữa cho công tác chế biến sau thu hoạch. Thêm một mô hình nông nghiệp mà lấy đặc sản địa phương để làm đòn bẩy vươn lên. Những năm qua, đời sống của người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là đối với những hộ trồng bưởi Đại Minh. Giờ đây thì giống bưởi quý này không chỉ là đặc sản dùng mà còn là cây mũi nhọn giúp cho nhiều hộ vươn lên làm giàu. Hiện toàn xã có 250 ha bưởi Đại Minh đang cho thu hoạch. Năng suất bình quân hiện nay đạt từ 18 đến 20 tấn một ha, đem lại nguồn thu cho người dân trung bình từ 5 đến 6 tỷ đồng một năm. Để đảm bảo năng suất, chất lượng bưởi trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, nhiều người dân đã mạnh dạn đầu tư, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động cho cây bưởi. Để bưởi Đại Minh có thể vươn xa hơn nữa tới các thị trường rộng lớn, xã Đại Minh đã thành lập hợp tác xã đặc sản nhằm giúp các hộ trồng bưởi liên kết, giúp đỡ, tương trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh và được đánh giá là một trong những mô hình liên kết hiệu quả của tỉnh. Năm 2016, bưởi Đại Minh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu bảo hộ độc quyền. Với 100% các hộ sản xuất theo quy trình VietGAP hoặc sản xuất theo hướng hữu cơ, nên sản phẩm bưởi Đại Minh luôn đảm bảo về chất lượng cũng như an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên để phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với đặc sản, cả hồng và bưởi đang là hướng đi đúng đắn. Các mô hình đều có điểm chung là nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá thương hiệu, liên kết tạo thành vùng nguyên liệu. Hy vọng trong thời gian tới, những sản phẩm đặc sản này tiếp tục vươn xa tới các thị trường rộng lớn hơn nữa. Tin tức Mekong sẽ phục vụ khán giả nhiều nội dung hấp dẫn hơn nữa, nhưng vẫn đậm đà bản sắc miền Tây. Là những cảnh sắc, con người, nét sinh hoạt không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Giải mã mắt thần để góp lời lý giải hành vi tội phạm, giúp người dân đề cao cảnh giác. Và tôn vinh những tấm gương hiếu thảo, đẹp tinh khôi như đó hoa cúc trắng, biểu tượng cho tình yêu thương của con cái dành cho đấng sinh thành. Tin tức Mekong nhưng không chỉ là tin tức, chúng tôi mang đến những góc nhìn mới, vạch rõ ranh giới đúng sai, đen trắng, tìm kiếm và tôn vinh những nét đẹp cao cả ẩn trong sự bình dị đời thường. 18 giờ 30 phút hàng ngày trên truyền hình Hậu Giang, mời quý khán giả và bà con quan tâm theo dõi. Tiếp tục là một triển vọng trong sản xuất hữu cơ nữa, đó là mô hình trồng nấm tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa do anh Phạm Lâm Quang thực hiện. Mô hình trồng nấm hữu cơ của anh Quang đã khẳng định được hiệu quả kinh tế vượt trội, mở ra hướng phát triển kinh tế cho nhiều hộ dân. Nói về hiệu quả kinh tế của việc sản xuất nấm theo hướng hữu cơ, anh Quang cho biết mỗi năm thu hoạch được 20 tấn nấm sò, doanh thu đạt 440 triệu đồng, tiền lời đạt khoảng 250 triệu đồng một năm. Với mộc nhĩ cho thu hoạch 8 tấn một năm, doanh thu đạt 720 triệu đồng, lãi đạt khoảng 200 triệu đồng. Nấm linh chi đạt sản lượng 5 tạ một năm, doanh thu đạt 300 triệu đồng, lãi đạt khoảng 80 đến 100 triệu đồng một năm. Anh Quang nhận thấy việc nuôi cây nấm theo hướng hữu cơ phù hợp với nhu cầu sử dụng nguồn thực phẩm ngon, giàu dinh dưỡng, an toàn ngày càng cao của người tiêu dùng. Vì vậy, 5 năm trước, anh xây dựng trang trại trồng nấm, sò và mộc nhĩ, với định hướng phát triển vừa sản xuất vừa đào tạo. Do đã có kiến thức và kinh nghiệm, nên ngay từ năm đầu tiên triển khai thực hiện, mô hình trồng nấm hữu cơ và mộc nhĩ của anh đã gặt hái được nhiều thành công bước đầu. Khu trồng nấm sọ phát triển tốt, năng suất đạt khoảng 0,5 đến 0,6 kg một bịch một vụ. Năng suất mộc nhĩ đạt khoảng nửa ký một bịch một vụ. Chất lượng sản phẩm được khách hàng đánh giá cao, nên nhiều nhà hàng, khách sạn, quán ăn đã liên hệ đặt hàng. Từ thành công ban đầu, năm sau anh đã mở rộng quy mô sản xuất và đa dạng hóa thêm các sản phẩm. Vấn đề quyết định đến năng suất chất lượng của sản phẩm nấm mộc nhĩ nằm ở khâu kiểm soát và xử lý nguyên liệu. Việc chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng theo hướng hữu cơ quyết định đến chất lượng, giá thành sản phẩm. Nội dung này cũng kết thúc bản tin Làm Nông Thông Minh ngày hôm nay. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.